Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy sẽ về nước vào đầu tháng 4. Nhà báo Khổ Gia Trường, trưởng ban biên tập tờ báo Tin Sân Khấu, vừa có thông tin trên trang cá nhân. Sau hơn 2 tháng qua Úc ăn Tết và thăm con cháu, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy sẽ về lại Việt Nam vào sáng ngày 4 tháng 4 năm 2022. Anh chia sẻ thêm, do ở Úc, tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng nặng, nên ngoài thăm con cháu, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy ở trong nhà suốt. Thỉnh thoảng có vài bạn bè thân thiết rủ đi chơi, ăn uống, nhưng bà chỉ chọn những điểm đến gần và an toàn mới đi. Bà có gặp nhạc sĩ Thái An, ông vua dàn nhạc audio trong thập niên năm 1990. Hai chị em mừng lắm, rủ đi ăn ở nhà hàng chay, tâm sự đến tối. Nhạc sĩ Thái An cho biết, khi hay tin nhạc sĩ Thanh Liêm, em ruột kế của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy qua đời, anh đã bần thần hơn một tháng vì hai nhạc sĩ này chơi thân với nhau khi cùng tham gia ban nhạc ở hãng băng Vafaco. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy có gặp và nói chuyện với danh ca Hoài Thanh mấy lần qua điện thoại, tám chuyện đời, chuyện nghề suốt cả buổi. Ở Úc, nhưng bà nắm được mọi thông tin ở quê nhà thông qua các trang mạng và bạn bè ở Việt Nam gọi điện cho hay. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy có gửi tiền về cho nhà báo Trần Đại Phú để hỗ trợ cho một số đồng nghiệp bị bệnh nặng ở quê nhà. Bà còn nhờ nhà báo đi phúng điếu và chia buồn với gia đình nghệ sĩ Thanh Tú lúc ông mất. Ngoài ra, trước đó nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy chia sẻ trực tiếp và chúc mừng năm mới với các đồng nghiệp trong buổi họp mặt nghệ sĩ các đoàn Kim Chung cùng một số nghệ sĩ thân quen vào cuối năm vừa qua. Chương trình này do nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy thực hiện vào chiều mùng 2 Tết mỗi năm, nay đã 10 năm rồi. Tết này do sang Úc ăn Tết với con cháu, nên bà đã ủy quyền cho nhà báo Trần Đại Phú nhờ ông thực hiện chương trình này. Nhà báo Trần Đại Phú thông tin thêm, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy sẽ về nước vào tuần tới, chính xác là ngày 4 tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh ở Việt Nam vẫn còn rất căng thẳng, nên bà chưa có lịch hoạt động cụ thể. Chỉ tham gia một số show ở một số chùa đã hợp đồng trước nhân lễ Phật Đản năm nay mà thôi. Có thể nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy sẽ cùng chị Hoa Lệ, giám đốc công ty du lịch Hòa Bình, thực hiện các chương trình cứu trợ từ thiện bà con nghèo trong mùa dịch ở một số địa phương. Qua trang cá nhân của nhà báo Khổ Gia Trường, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy gửi lời chúc mừng đến bà con và đồng nghiệp ở quê nhà với những lời chúc tốt đẹp nhất. Hẹn ngày về sẽ vui hơn.